Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Như quý vị đã biết, tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Vậy nên trong tháng 9 âm lịch, tuổi Mùi là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không đỡ nổi. Trong tháng 9, công việc của người tuổi Mùi rất chi là cảm thấy thoải mái và có nhiều thành tựu lớn trong tháng 9. Công việc vẫn tiến triển tốt là vì tuổi Mùi làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả. Vậy cụ thể vận trình tháng 9 của người tuổi Mùi sẽ tốt đến mức nào? Mời quý vị cùng theo dõi bài phân tích chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Mùi trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi gia chủ tuổi Mùi trong tháng 9 năm 2022 âm lịch trên phương diện sự nghiệp nhìn chung là bình ổn, không có sự thay đổi nhiều cũng như là không có quá nhiều khởi sắc. Chính vì bình ổn nên trong tháng này, nếu có sự định mở rộng kinh doanh, làm ăn thì nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Với những người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư nên thận trọng trong hợp tác làm ăn, dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ nhưng vẫn có điểm báo tiểu nhân rình rập. Khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương kẻo là hao tổn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phòng thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét về phương diện tài lộc, trong tháng này không có quá nhiều tín hiệu tốt. Dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống, khó tích lũy, không dư giả quá nhiều. Người làm công ăn lương, thu nhập ổn định, tháng này khối lượng công việc ít nên chưa có tăng ca, ổn định với mức lương cứng. Người làm kinh doanh buôn bán thì dòng tiền luôn chuyển đều, không trồi sụt mạnh, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Nếu có dự định mở rộng làm ăn thì nên cân nhắc, sẽ có nhiều khó khăn trong vốn liếng. Nếu vẫn cố tình làm sẽ dễ nhiều vất vả, lợi nhuận không có, tiền bạc cũng vì thế mà hao tán, không thu hồi được vốn, tiền mất tật mang. Năm Nhâm Dần 2022, thái tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hồ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được thanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhìn chung về sức khỏe, tháng này khá là tốt, không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng nhưng không tránh khỏi của việc ốm vặt. Ngoài ra cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi xuất hành xa, tránh gặp phải bất trắc do tai nạn xe cộ. Nữ mạng tuổi Mùi trong tháng này nên chú ý máu huyết không thông, dễ xảy ra các vấn đề đáng lưu tâm. Cũng không nên kiêng khem quá mức khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi kéo dài, làm giảm chất lượng của cuộc sống. Tử vi tuổi Mùi tháng 9 âm lịch năm 2022 trên phương diện sức khỏe cần đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt. Trong năm chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ trải qua nhiều vất vả, lo toan cho cuộc sống, công việc, tiền bạc, vì thế mà sức khỏe giảm sút, dễ ngã bệnh. Dù là nam hay nữ mạng tuổi Mùi cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Các gia chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang những tháng giữa năm Nhâm Dần, trên phương diện gia đạo, người tuổi Mùi nhận nhiều tin vui đưa tới. Những các tên chủ về đào hoa sẽ mang tới hỷ tín cho người tuổi Mùi. Nam nữ dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý.
Vì vậy, những người đã có đôi có cặp thì nên tận dụng thời điểm thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Do đào hoa mạnh nên những người đã có gia đình cần chú ý đào hoa ảo, thấy dấu hiệu có người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người. Dù có chuyện gì xảy ra cũng nên bình tĩnh giải quyết vấn đề, tránh nóng vội, không tỉnh táo rất dễ dẫn tới chia ly. Tử vi của từng tuổi Mùi trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Dù đã bắt đầu đến tuổi nghỉ hưu nhưng những người Ất Mùi vẫn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Đương số cần đặc biệt chú ý vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần chú ý tới chế độ ăn uống, những thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ nên tuyệt đối tránh xa, kẻo tạo ảnh hưởng xấu của cơ thể. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Bước sang tháng 9 âm lịch, những người tuổi Đinh Mùi hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Với những người Kỷ Mùi, tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt. Sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới, dân văn phòng được dự đoán sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi liên tục đổ về túi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp. Dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua, hạnh phúc của hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu, giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Gia chủ Tân Mùi đa phần đều đã ra đời, có cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, một số người chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt, lợi dụng. Do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, hai bạn có thể sẽ phải yêu xa nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa cả hai có là bao xa, chỉ cần hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng và chân thành thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay nhau. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Xét tổng quan tử vi tháng Canh Tuất năm 2022 Nhâm Dần được dự báo là khá tốt đẹp với các bạn tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Việc học hành ổn định, bạn luôn chăm chỉ và cầu tiến nên sẽ đạt được nhiều thành tích tốt trong năm tới. Vấn đề tài chính mặc dù còn phụ thuộc nhiều vào gia đình nhưng bởi bạn biết cách chi tiêu tiết kiệm và khoa học nên có dư giả nhiều so với nhu cầu chi tiêu. Tuy nhiên về quan hệ bạn bè và người thân sẽ gặp rắc rối, có đôi chút cãi vã không mong muốn. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9, tức ngày 26 tháng 9 đến ngày 24 tháng 10 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ thành Hòa cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Mùi trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 9 năm 2022, tức ngày 3 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 9, tức ngày 15 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mùi trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 9, tức ngày 26 tháng 9 ngày dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 9, tức ngày 8 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 9, tức ngày 20 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ,
Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Mùi trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.